ไม่ยอมเลยที่มันยอมที่แฟนMốt. Một man mốt 4 sen thì vẫn thua được man. Một man mốt 400 yên. Cầm về đó. Cầm cân này tiền về đó. Thực ra hôm nay thì mình chơi thì là đánh thì mất mất một sen đầu tư vào, lãi được man mốt. Thực ra lãi không phải lãi, tối hôm qua mình đi chơi, hôm qua anh làm về ngồi chơi không quay video, thua 2 man, thua vẫn 2 man. Bây giờ hôm nay ra gỡ lại. Hôm nay ra gỡ lại luôn. Thôi gỡ một man trước vậy. Mai kia ra gỡ tiếp vậy chứ gỡ phát không được. Sợ gỡ nhiều quá tẫn bố mất. Ui. Hôm qua thua 2 man luôn. Quánh từ đầu đến đuôi nó đầm 3k. Ngồi cái máy tần số đẹp thế mà nó vào đúng cái dây của nó là 3k. 2 phát 3k, 1 phát lên 600, 1 phát lên 400 là mình thua mất 2 man luôn, trắng luôn. Lỗ lúc quả 3k, chán quá không kịp quay video luôn. Hôm nay vào phát đầu tư nhìn thấy cái máy tần số đẹp 1 trên 127. Thế là mình bích của nó đang có hình như là còn có 7 quả bích, 2 quả 3k. Thế mình vào mình đầu tư 1 sen phát nó lỗ luôn. Nó lỗ rên tần số toàn dưới 1 trên 119 đến 1 trên 118 à. Quánh phê thật. Mình cả tư kẹo rồi. Đấy. Ngọt quá. Cảm thấy phê thật.
Thôi gỡ được man là tỉnh rồi, còn man nữa thôi hôm sau gỡ lốt chứ. Tham tham quá tuấn mất, không ăn thua gì. Đầu tư một một sen lãi ăn mốt gỡ lại được man. Hôm sau gỡ lốt vậy. Mượn thua hai man, hỏa mặt quá. Chết thôi về. Gỡ dần vậy. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nhá. Cuối tuần chúc anh em ngày mai, mai chủ nhật nhỉ, mai thứ bảy, ngày mai chủ nhật anh em đánh pachinko là gặp nhiều may mắn. Bye bye, hãy cho mình xin một like và một đăng ký nhá. Kênh của mình được đủ 1.000 người rồi nhưng mà chắc là còn hơn một tháng nữa họ mới tính tiền cho mình. Lại còn được 400 yên nữa. Thôi cất đi vậy. Phòng tiếng nước. Bye bye, chào mọi người nhá.